Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Thì bữa nay Thi sẽ đi về quê, Thi sẽ về, các bạn nhớ đón xem Thi hái hạnh như thế nào, rồi đám cưới ra sao nghe cả nhà các bạn. Xin mời, Thi sẽ đi ra vườn. Rồi đây nè. Cái hạnh này cả nhà các bạn. Rất là thích ha. Đó. Đi ra chuồng heo đi hái hái hạnh nha cả nhà các bạn. Wow. Đưa luôn ra. Ừ đúng rồi. Cái gì? Ừ hái trái lửa trái chín chín. Có trái chín nha. Bữa nay ba dì cháu đi ra ngoài bờ hạnh hái, đi với người đẹp Thảo. Xích ra ngoài này nè Thảo ơi, ở đó cái nhỏ mà ủa mấy giờ mày đi? Dạ. Mấy giờ đi chải đầu? Con 4 giờ mới đi. Để mướn mấy cái áo. Cái sơ ghê với hai cái áo dài. Hai cái áo dài luôn hả? Dạ. Cái sơ ghê hả? Dạ. Thôi. Ủa hình là chiều mới có lấy luôn. Dạ. Là hồi tối chụp rồi đó phải không? Tối chụp rồi đó. Chiều nay ra lấy. Chụp giống như là nguyên ấy luôn, cái gì nguyên bộ luôn hả? Đâu có. Chụp tấm hình cổng. Chụp hình cổng không hả? Dạ. Rồi giờ có quay phim không? Bữa nay có quay phim không? Nghe chắc có gì không biết nữa. Là cái phần là bên bà ăn quay hả? Dạ. Có ông bác có về không? Có chị. Có quà đó phải không? Dạ. Hồi đó nơi đây nó xấu, bây giờ nó gì bảnh đẹp quá ha. Có chồng cái gì không? Có nguyên gia đình luôn, chỉ chồng chỉ hai đứa con nữa. Ừ. Rồi thêm cái chị kia nữa, thêm em chồng của anh Đậm, em vợ nữa. Ủa em vợ, em chồng chứ em vợ gì? Em vợ, em có vợ anh Đậm á. À chị nó cũng đi nữa. Trời ơi sao người ta hái cái ham quá, sao mình hái thấy cực khổ quá vậy trời. Cái nhà các bạn người ta hái cái ham còn tôi hái nè. Thâm thẳm chiều trâu vậy cái nhà các bạn. Mẹ chồng mày bự con không? Bự con. Nó cũng nó cao hơn con chút xíu à. Cao hơn chút xíu rồi đâu có bự đâu. Ừ. Nó nhiêu tuổi? 35. 35 tuổi con. Dạ. Người ta. Ở đây có mấy cây chín thằng ngon quá. 35 thúi chín héo. 35 với 12. 47 không lấy tướng rộng. 35 với 12 là 47. Trời 47 tướng rộng nữa mày giàu luôn á. Bạn tuổi với chị hai đó mà rộng nhỏ nhỏ hơn tao con giáp. Tao 47 rồi. Ừ. Nói 35. Là mày tuổi thân rồi nói tuổi thìn, nói thân tuổi thìn giàu, giàu nữa. Miễn mà nó mà tuổi tao thấy là nó giàu luôn đó. Tướng rồng bố đột mày tay à. 47 là rồng đó. Ủa ba chị hai 47 nè, nó 35 với 12 là 47. Ủa bẻ được mấy cây chín ngon hết sức. Vậy là 47 là 35 47 đúng rồi. 35 với 12 là 47. Ủa có trái gì khô kìa, gì vậy? Thắng được chưa? Cái khô cái gì vậy trời. Đẹp nè. Đồ ơi trái gì khô gì thắng ra nước dừa sức tắc cả nhà các bạn. Lắp nước sòng sọt luôn nè. Má đi vườn quá trời có lợi luôn, đủ thứ hết chưa.
vậy là phải rồi đó, đó Trâm ơi, nó vậy là ba tuấn vọng rồi đó, 35 là tuấn vọng đó. Nhỏ gì hai con giáp. Là thân tí thần tam hạp là sau này giàu đó. Đó thì Thi đi ra hái vườn, đi vườn cùng hai đứa em đẹp, hai đứa cháu đó, ba dì cháu đi ra hái hạnh cả nhà bạn. Ở vườn mình ra mình mát mẻ ghê cả nhà bạn, giấc chiều á cái vườn thích ghê luôn á, nó cây cối xanh tươi ha, cái này cả nhà bạn rất là hữu tình luôn. Thấy mê không có nhạc bạn? Nè hạnh nè, trái nhóc ở dân luôn. Đó. Hạnh này nó hết mùa rồi cả nhà các bạn. Nãy như mình đi mót thôi. Cũng như mình đi mót đó cả nhà các bạn. Chứ không có không phải vô cái mùa thì trái nó chín nhiều lắm. Còn nãy như mình đi mót mấy trái nó còn lại á. Mà hạnh này thì nó rất rẻ nha cả nhà các bạn. Được nhiêu rồi Trâm, đứa giỏi gì hai coi coi Trâm. Đó được rồi. Nó hái được nhiêu cả nhà các bạn. Trái da cám này thì mình dễ gì mình bán được cho ai đâu. Mình đang mình chăn luôn. Ừ. Đăng, cái trái da cám là mình bỏ không? Thì bây giờ Thi đã hái xong hạnh rồi, thì bây giờ Thi sẽ đi vô về, Thi sẽ kết thúc cái video nha cả nhà các bạn. Nè, những cái cảnh sông nước đẹp lắm cả nhà các bạn, ở vườn đẹp lắm. Thì Thi sẽ dừng cái video lại ở đây. Thì bye bye cả nhà các bạn. Và không quên là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Thi. Bye bye cả nhà các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Bye bye.